pha chuyền bóng của Quang Nho. Không được. Trọng tài đã yêu cầu nhân viên y tế vào sân để xem xét chấn thương của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Phút 40 của trận đấu và chưa có bàn thắng nào được ghi. Năm nay như chúng tôi nói, thể thức thi đấu của Felix đã thay đổi. Ở mùa giải này thì Felix đã có những sự điều chỉnh vì dịch Covid-19 sau giai đoạn lượt đi. Thì 8 đội bóng xếp trên sẽ được chia ra để đấu với nhau tìm ra đội bóng vô địch. Và 6 đội bóng còn lại sẽ đá với nhau để tìm ra đội bóng xuống hạng. Bất ngờ đã xảy ra trên sân Tam Kỳ khi câu lạc bộ Quảng Nam đã có bàn thắng thứ hai, vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 trước câu lạc bộ Hà Nội. Quảng Nam là đội bóng đứng cuối bảng sau 11 vòng đấu đầu tiên tại giải bóng đá vô địch quốc gia và đang thi đấu rất quyết tâm trong trận đấu gặp nhà đương kim vô địch. Hai bàn thắng của câu lạc bộ Quảng Nam đến chỉ trong vòng có 2 phút. Đội chủ nhà có sự thay đổi người đầu tiên. Vào sân là cầu thủ số 11 Nguyễn Phú Nguyên. Và rời sân là cầu thủ số 12 Đặng Văn Lắm.